Dũng của Đất Phú Yên. Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bói thổ. Âm giọng cái tiếng của nó thì tuyệt vời, tốt, mọc gục. Thì con này nó đã nổi mạnh rồi và cũng để đi tập được mấy chuyến. Thì trong quá trình đi tập thì nó cũng để rất là hạp rừng nha anh em, đã bắt được một con rồi, bắt một con chim đó rất là cứng gu. Thì đợt này mình cũng có công việc nhà làm và thẻ nó đang nuôi, nó đang thay lông. Thì con này trong quá trình lúc bối thì nó có nhát và nó trôi nên hơi xói trên đầu một xíu tí thôi nha anh em. Thì thay lông thì nó đang thay cái đó trước nên là nhìn nó hơi trống cái đó một tí. Thì con này đầu mặt với bộ cơm thì quá đẹp, ngực to, lông lưng thì mấy đợt trước thì nó ôm kín lưng, nhưng mà đợt này nói chung thì lông rất là nhiều, cứ một que một đêm ra cái khay lông nha anh em. Thì nói về cái âm thổ của nó thì không phải chơi vào đâu nữa, đợt tí nữa mình sợ lòng nó gu rồi anh em nghe được cái giọng của nó. Đúng là mình bầu ra sau đuôi thì thét lại, ngực to tròn. Cái mắt đó thì những con thổ nó que cái mùa mưa ấy, hoặc là cái mùa thì long á, thì đa số cái tỷ lệ nó xuống chim nó chơi yếu lại nhiều hơn con đồng. Những con đồng vậy chứ mà mùa mưa anh em có thể vẫn đi chơi được, hoặc là nghe nó làm cũng mạnh. Nhưng những con thổ thì đặc biệt trong thổ thì đa số que mùa mưa thì long thì những con chim nó hơi dịu chim hơn. Lúc mà con này nó chưa thay lông thì dàn lông quy nó đóng muốn phù bì hết nha anh em. Đầu mặt con chim này rất là hung. Mình sờ lại thì chắc thay lông bé nó cũng ơ, nó không mà gù nha anh em. Trung thổ thì anh em nào mà có duyên mà sở hữu nó thì anh em nghe nó gí cái tiếng lên thì anh em nghe là thấy là mơ thôi, tiếng cực kỳ tốt nha anh em. Và chạc lông cũng rất là đẹp, đánh bộ cườm rất là kín nha anh em. Sẽ cánh to, cái lòng bé nó yếu nên là nó không có gù nha anh em. Bộ cườm đó thì khi nó gồng lên thì nó gù lên thì anh em thấy là lên ta muốn trên đầu rồi á.
chừng thì hai bên nhân điêu to quặm. Sáng quay cho anh em xem bộ chân nó. Anh em đây là cái chân ba lưng nó nha anh em, kín lưng. Giống không hở lưng nha anh em. Biển lông lưng nó khấu chéo là quèo với nhau hết luôn. Còn đây thì vừa có chim mồi, anh em cứ kèm theo đi chơi là chờ bắt chim thôi. Vì cố cách nó cũng đã bắt một con rồi, quèo trong rất là cứng ngu. Rồi mình xin chào hết tất cả những em nào vừa xem video này của mình nha. Rồi, chào anh em.